Đến chiều ngày 16 tháng 10 năm 2014, hơn 100 công nhân làm việc tại phân xưởng in của công ty trách nhiệm hữu hạn Kuchi Vina tại số 2/48B, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn tập trung trước cổng công ty để yêu cầu lãnh đạo công ty này trả tiền lương. Nhiều công nhân phân xưởng in cho biết, vào ngày 9 tháng 10 năm 2014, công ty thông báo sẽ trả lương cho công nhân vào ngày 13 tháng 10 do khách hàng thanh toán tiền cho công ty chậm. Thế nhưng đến ngày hẹn, công nhân vẫn không nhận được tiền lương như thông báo và không đưa ra một lời giải thích nào. Trong khi phân xưởng in bị khóa cửa từ 3 ngày nay, không cho công nhân vào làm việc và cũng không nói lý do, thì phân xưởng thêu phía bên cạnh vẫn hoạt động bình thường và được trả lương đầy đủ. Bức xúc trước sự việc, từ chiều ngày 15 tháng 10, khoảng hơn 100 công nhân mang chiếu, đồ ăn, thức uống tập trung trong khu vực công ty đòi tiền lương. Đến ngày 16 tháng 10, khi công nhân yêu cầu được vào công ty gặp giám đốc thì bảo vệ không cho vào và đưa công nhân một tờ đơn xin thôi việc theo mẫu in sẵn, bảo công nhân ký tên vào đơn mới được nhận lương. Trong ngày 16 tháng 10, chúng tôi đã tới văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Kuchevina, nhưng các nhân viên tại đây nói không ai biết giám đốc công ty đi đâu. Mọi hoạt động của công ty được điều hành thông qua một người thông dịch tên Quảng, nhưng người này cũng không có mặt tại công ty. Khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại thì người này không nghe máy và sau đó điện thoại không liên lạc được.